hãy chăm sóc mẹ. Phần kết, chuỗi tràng hạt hoa hồng. Lá thư từ người em gái. Chị, hôm em tới chỗ mẹ ngay sau khi em từ Mỹ trở về, mẹ cho em một cây hồng nhỏ cao tới đầu gối em. Hôm đó, em đến lấy đồ đạc gửi ở nhà mẹ. Mẹ bị té xỉu trong khu chứa đồ bên cạnh nhà kho, nơi cất giữ bếp ga, tủ lạnh và bàn ăn của em. Mẹ nằm rỗng xoài ở đó, chân tay rũ cả ra, mấy con mèo nhà hàng xóm mà mẹ hay cho cơm đang ngồi xung quanh mẹ. Em vội vàng ra lay mẹ. Mẹ mở mắt như thể vừa ngủ dậy, nhìn em và mỉm cười. Mẹ nói, đứa con gái thứ hai của tôi về rồi đây. Mẹ bảo với em là mẹ không sao cả. Giờ thì em biết, khi đó mẹ không còn tỉnh táo, nhưng mẹ vẫn khăng khăng rằng mẹ không sao cả, rằng mẹ đang vào nhà kho để mang cơm cho mấy con mèo. Mẹ vẫn giữ nguyên si mọi thứ em gửi trước khi em đi Mỹ, ngay cả đôi găng tay cao su mẹ cũng không động đến, cho dù trước khi đi em đã bảo mẹ cứ dùng. Mẹ kể là trong một lần nhà có dỗ, mẹ đã tính dùng cái bếp ga xách tay nhưng rồi lại thôi. Sao mẹ lại không dùng? Em hỏi thế thì mẹ nói, để khi con về, mẹ có thể trao lại cho con mọi thứ còn nguyên vẹn như khi con đi. Khi em đã chất hết đồ lên xe tải, mẹ ngượng nghịu cầm một cây hồng đi vòng ra từ phía sau nhà, nơi mẹ cất giữ tất cả những chung gia vị. Dễ kề bọc một nắm đất đặt trong túi ni lông, mẹ đã mua cái kề đó cho em mang về trồng ở khoảng sân ngôi nhà em mới chuyển đến. Cái kề còn quá nhỏ, em tự hỏi không biết đến khi nào cây hồng này mới cho quả. Nhưng quả tình, em không muốn mang cây hồng về. Nói là nhà có sân, nhưng đó đâu phải là nhà của em. Và lại, em cũng nghĩ không biết ai sẽ chăm sóc cho cái cây đó. Như đọc được ý nghĩ của em, mẹ bảo, con sẽ thấy cây hồng cho quả ngay thôi. Đến 70 năm còn trôi qua vèo vèo nữa là. Thế em vẫn không định mang nó theo, mẹ bảo, như thế, để khi mẹ không còn nữa, mỗi lần hái quả hồng là con lại nhớ đến mẹ. Dạo đó, mẹ bắt đầu hay nói câu khi mẹ chết thường xuyên hơn. Chị cũng biết đấy, từ lâu rồi câu nói đó đã trở thành vũ khí của mẹ. Đó là thứ vũ khí duy nhất của mẹ khi con cái làm những việc mẹ không vừa lòng. Em không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng mỗi khi không tán thưởng việc gì, mẹ lại bảo, đợi mẹ chết rồi hãy làm thế. Dù chẳng chắc liệu cây hồng nhỏ đó có sống sót được hay không, em đặt nó lên xe tải trở về Seoul rồi chôn gốc của nó xuống đất sâu tới đúng chỗ mẹ đã đánh dấu trên cây. Sau đó, khi lên Seoul, mẹ bảo em trồng cái cây sắt từng quá, nên chuyển ra trồng chỗ khác. Từ đó, mẹ thường xuyên hỏi em, đã chuyển cái cây chưa? Em cứ bảo chuyển rồi, mặc dù chưa chuyển. Mẹ muốn em chuyển cây hồng ra cái khoảng trống rộng trong sân mà em đã dự định, khi nào mua được ngôi nhà này thì sẽ trồng một cái cây thật to ở đó. Thực sự, em không hề nghĩ mình sẽ chuyển cái cây non mới chỉ có hai nhánh, cao chưa chạm đến thắt lưng mình ra trồng ở chỗ đó. Nhưng em vẫn trả lời, vâng mẹ ạ. Trước khi mẹ mất tích, bỗng dưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em mà hỏi, con đã chuyển cái cây ra trồng ở chỗ đó chưa? Mỗi lần như thế, em chỉ bảo, hôm sau con sẽ chuyển. Chị ơi, phải đến tận hôm qua em mới cõng thằng út trên lưng ra đón taxi đến showroom để mua dụng cụ và phân bón thực vật. Em đào hố đúng cái chỗ mẹ chỉ, rồi mang cái hồng ra trồng ở đó. Em không thấy hối hận chút nào vì không nghe lời mẹ, chẳng chịu chuyển cây hồng ra khỏi bức tường. Nhưng em thực sự ngạc nhiên khi đánh cái cây lên. Lần đầu tiên mang cây hồng lên đây, rễ của nó trơ trụi tới mức em cứ phải nhìn chăm chăm, nghi ngờ rằng đám rễ thậm chí không thể phát triển trong lòng đất. Nhưng lúc em đào cái cây lên để chuyển đi, bộ rễ của nó đã cắm sâu vào lòng đất, đan cài vào nhau. Em vô cùng ấn tượng với sự sống bền bỉ của nó khi nó xoay sở tồn tại được trên mảnh đất cỗ cằn như thế. Có phải mẹ cho em cây hồng bé xíu là để em có thể chứng kiến tán lá của nó ngày một sum xê và cành nhánh của nó ngày một đan dày? Phải chăng mẹ có ý bảo với em rằng nếu muốn nhìn thấy cây đầm hòa kết trái thì phải chịu khó chăm sóc cho nó? Hay có lẽ chỉ đơn giản là vì mẹ không có tiền để mua cây to? Lần đầu tiên em thấy yêu thích cây hồng đó, em không còn hoài nghi liệu cây hồng này có ngày cho quả hay không nữa. Em lại nhớ tới câu mẹ nói, sau khi mẹ đi rồi, mỗi lần cầm quả hồng lên ăn thì con sẽ nghĩ đến mẹ. Chị có nhớ, có lần chị đã bảo em kể cho chị nghe những chuyện về mẹ mà chỉ mình em biết không? Em đã nói là em không biết gì về mẹ cả. Tất cả những gì em biết là mẹ đang mất tích, cho đến bây giờ vẫn vậy. Đặc biệt, em không biết sức mạnh của mẹ ở đâu mà ra.
Thử nghĩ mà xem, những việc người khác không làm được thì mẹ đều tự mình làm cả. Em cho rằng vì thế mà mẹ ngày một cạn kiệt đi, cuối cùng mẹ trở thành con người không tìm nổi nhà của bất kỳ đứa con nào của mình. Em thấy mình thật là lạ. Mặc dù mẹ bị mất tích, nhưng vì còn phải cho con cái ăn uống, che đầu cho chúng và đưa chúng đến trường, nên em đã không thể đi tìm mẹ. Chị có nói rằng gần đây em đã thay đổi nhiều, không giống với những người mẹ trẻ khác ngày nay. Chị bảo một phần nhỏ trong em hơi giống mẹ. Nhưng chị ơi, dù gì đi nữa, em không nghĩ mình có thể giống được mẹ của chúng ta. Kể từ khi mẹ mất tích, em cứ nghĩ mãi, liệu mình đã là đứa con gái tốt của mẹ chưa? Liệu em đã làm được cho các con mình những việc mẹ đã làm cho em chưa? Em biết một điều, em không thể làm được như mẹ. Cho dù em có muốn đi chăng nữa, mỗi khi cho con ăn, em rất hay nổi cáu. Em cảm thấy gánh nặng, em cảm giác như con cái níu chân mình. Em yêu các con lắm. Nhiều lúc em cảm động ứa nước mắt khi nghĩ không biết có thật là mình đã sinh ra chúng không. Thế nhưng em không thể trao cả cuộc đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm được. Trong từng hoàn cảnh, em luôn làm hết sức vì các con. Thậm chí em còn có thể hiến dâng cho chúng đôi mắt của chính mình nếu chúng cần. Nhưng em vẫn không phải là mẹ. Em cứ mong đứa út màu khôn lớn. Nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kìm hãm cuộc đời mình. Khi nào đứa út lớn lên thêm một chút nữa, em sẽ gửi cháu đến nhà trẻ hoặc thuê người về trông cháu, để em còn phải làm việc của em nữa chứ. Nhất định em sẽ làm như vậy, vì em cũng phải có cuộc sống của riêng mình nữa. Khi nhận ra suy nghĩ này ở bản thân, em tự hỏi sao mẹ có thể làm được những việc mẹ đã làm. Và khi đó em mới biết rằng mình không thực sự hiểu mẹ. Dù chúng ta cứ nói là hoàn cảnh sống của mẹ khiến mẹ chỉ có thể nghĩ về chúng ta đi nữa, sao chúng ta có thể nghĩ về mẹ ở cương vị một người mẹ suốt cả cuộc đời như thế cơ chứ? Dù đã làm mẹ, em vẫn có rất nhiều mơ ước của riêng mình, và vẫn nhớ không sót một chuyện gì về thời thơ ấu, thời niên thiếu, cũng như thời thiếu nữ của mình. Thế nhưng tại sao ngay từ đầu, chúng ta chỉ luôn nghĩ về mẹ như là một người mẹ mà thôi? Mẹ đã không có cơ hội theo đuổi những ước mơ của mình, luôn phải một thân một mình đối diện với mọi sự bạc đãi của thời đại, đói nghèo và khốn khổ. Và mẹ không thể làm được gì cho số phận buồn thương của mình ngoài gánh chịu nó và vượt qua nó, sử dụng tối đa mọi khả năng của bản thân để sống hết cuộc đời, dâng hiến toàn bộ thể xác và tâm hồn mình. Tại sao em chưa từng mảy may nghĩ tới những ước mơ của mẹ? Chị, em đã muốn vụt mặt vào cái hố em đào để trồng cây hồng. Em không thể sống giống như mẹ. Vậy thì có lẽ nào mẹ lại muốn sống như thế? Sao em chưa một lần nghĩ được như vậy khi mẹ còn ở bên chúng ta? Là con gái của mẹ mà em còn chẳng hay biết gì như thế, thì chắc mẹ phải cảm thấy cô đơn biết chừng nào khi ở trước những người khác. Thật bất công khi mẹ đã phải hy sinh tất cả cho chúng ta, nhưng lại chẳng có một ai hiểu được mẹ cả. Chị có nghĩ chúng ta sẽ lại được ở bên mẹ dù chỉ một ngày thôi không? Chị có nghĩ em sẽ lại có thời gian để hiểu mẹ nữa không? Để lắng nghe những câu chuyện của mẹ, để an ủi ước mơ xưa mẹ đã chôn vùi ở đâu đó trong dòng thời gian. Không cần một ngày, chỉ cần cho em vài giờ đồng hồ thôi cũng được. Em sẽ nói với mẹ rằng em yêu tất cả những gì mẹ đã làm. Em yêu con người mẹ. Em yêu người mẹ đã hoàn thành được tất cả những công việc đó. Em yêu cuộc sống của mẹ. Một cuộc sống mà không cần ai nhớ nữa. Rằng em tôn thờ mẹ. Chị đừng bỏ rơi mẹ. Hãy đi tìm mẹ, chị nhé. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe ca khúc Thời gian đi đâu mất rồi. Chỉ để được nghe hai
cảm nhận hết tuổi trẻ thì đã già rồi đây. Cả cuộc đời nuôi con chăm cháu, trong đầu chỉ đầy ắp tiếng con cười con khóc. Thời gian ơi đâu mất rồi, con chưa ngắm nhìn con khôn lớn mà mắt đã mù. Nửa cuộc đời lo cơm áo gạo tiền, trong mắt đã chỉ còn lại gương mặt đầy những vết nhăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.